Bạn chuẩn bị xen tiểu ma vương gia thôn, quẩy tung tiên dưới tập 124. Không phải thần cảnh cường giả, trong cơ thể hắn chỉ là có một chút mười phần yếu ớt giới lực. Ta cũng nhìn không ra người này là chuyện gì xảy ra. Hồng Yên lời nói vang lên lần nữa, mười phần yếu ớt giới lực. Mặc thanh mấy người nghe xong, chân máy hơi nhíu lại. Chẳng lẽ lại là bởi vì sinh hoạt tại cái này địa phương nguyên nhân? Trong lòng bọn họ nghĩ đến tiên bối lao bá này thực lực như thế nào lý tinh nguyệt hiếu kỳ đối hồng yên truyền âm hỏi nghe vậy những người khác lỗ tai ao ao đều dựng đứng nếu như hắn biết vận dụng thể nội cái kia yếu kém giới lực thực lực chí ít tương đương với một vị tiên tôn hồng yên lúc này vì đó giải đáp tiên tôn mấy cái trong lòng người cũng không khỏi giật mình tiên đạo cảnh giới theo ban đầu chân tiên lại đến địa tiên sau đó là thiên tiên kim tiên tiên vương tiên tôn tiên thánh cùng tiên đế cũng liền nói nhìn qua thường thường không có gì lạ lão giả thực lực vậy mà tương đương với tiên linh giới thượng tầng chiến lực chẳng lẽ đây chính là giới lực chỗ kinh khủng sao trách không được lão già có thể nhẹ nhóm giết bồ ngư lại là một vị có thể so với tiên tồn cấp bậc tồn tại lão bà bá muốn giúp người gấp cái gì người mới nói cho ta biết có tiểu hổ lô cái chỗ kia à tiểu linh nhi không có chú ý tới lý tinh nguyệt mấy người dị dạng chỉ là chừng lấy tròn căng hai mắt nhìn qua lão bá ai kỳ thật ta có một đứa con trai chỉ bất quá là năm đó hắn theo săn bắn đội đi ra thời điểm liền cũng không trở về nữa săn bắn đội nói hắn tiến nhập mấy vụ đảo ta nghĩ các ngươi đi giúp ta tìm một chút cho dù không có tìm được, ta cũng nói cho các ngươi biết cái kia địa phương thần bí thế nào. Lão bá thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, không thể nào. Tại lão bá tiếng nói vừa mới rơi xuống, Mạc Thanh liền trực tiếp của quyết tiến hành từ chối. Đón ánh mắt của mọi người, nàng giải thích nói, tiểu chủ nhân, mê vụ đảo chính là Bắc Hải một cấm khu. Hòn đảo kia lâu dài bị mê vụ bao phủ, trong truyền thuyết, cái kia mê vụ có thể cắt đứt linh thức chi lực, lại còn có thể không ngừng tán đi thể nội tiên linh lực, đem một người chậm rãi biến thành phàm nhân. Tại tiên linh giới, mê vụ đảo được xưng là cấm linh chỗ, tỷ lệ tử vong cao đến chín thành. Nơi này tuyệt đối đi không được. Lý Tinh Nguyệt ba người nghe xong, trên mặt cũng không khỏi hiện ra vẻ ngạc nhiên. Có thể đem một người chậm rãi biến thành phàm nhân. Nếu như bên trong có yêu thú nào lời nói, tiến vào bên trong, chẳng phải là tự tìm đường chết. Thế nhưng là ta muốn tìm tới cái khác tiểu hồ lô à. Tiểu Linh Nhi hai tay chồng cái đầu, mở miệng nói ra. Cái này, trong lúc nhất thời, Mạc Thanh cũng không biết nên như thế nào tiếp lời. Bởi vì có thể đem cái khác hồ lô tìm trở lại, tiểu linh nhi trên thân liền sẽ lại nhiều một kiện chủ thần khí, cũng chính là thêm một cái nửa bước thần cảnh cường già. Lại, cho dù không cách nào tìm về toàn bộ, nhưng chỉ cần tìm được một hai cái cũng tốt. Dù sao, bảy cái hồ lô, mỗi một cái hồ lô đều có một loại đặc thù năng lực. Tiểu chủ nhân, muốn không phải là chờ chủ nhân sau khi xuất quan lại đi giúp ngươi tìm kiếm. Mê vụ đào thực sự quá nguy hiểm. Trầm mặc một lát sau, Mạc Thanh mới mở miệng. Mê vụ đảo cho dù là nàng đi vào, đều không có hoàn toàn chắc chắn có thể sống đi ra. Mặc dù tiểu linh nhi trên người có hỗn nguyên tử kim hồ một đám thần khí cung hồng yên cái này trụ thần khí. Nhưng, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, nàng cũng không dám nhường tiểu linh nhi đi mạo hiểm. Vạn nhất tiểu linh nhi xảy ra chuyện gì, mà thanh xem chừng đến lúc đó chính nàng cũng không sống được. Thế nhưng là, thối phụ thân không biết cái gì thời điểm mới có thể xuất qua na. Tiểu linh nhi chống đỡ cái đầu, có chút không cam lòng trả lời để cho nàng đi thôi cái chỗ kia mê vụ đối với ta hẳn là không được ảnh hưởng gì lúc này hồng yên thanh âm tại mạc thanh trong đầu vang lên nó chính là chủ thần khí sử dụng lực lượng tự nhiên là giới lực loại này áp đảo tiên linh lực phía trên lực lượng nó cũng không tin cái kia quỷ dị mới có thể thôn phệ lại nói bản thân nó là chủ thần khí mà lại còn là loại hình phòng ngự dứt bỏ có thể thôi động giới lực không nói ánh sáng đắp nạn vật liệu đều mười phần khủng bố tiên linh giới có thể phá mất hoặc là thực lực cực mạnh xa siêu việt hơn xa tại nó hoặc là cũng là cùng nó cung cấp bậc thần binh lợi khí hai điểm vô luận là cái gì điểm đạt ở bây giờ tiên linh giới đều rất không có khả năng tồn tại tốt ta à? gặp hồng yên đều nói như vậy mặc thanh cũng chỉ có thể nhận lý tinh nguyệt ba người tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì muốn thật luận địa vị tại chỗ cho dù là đem hỗn nguyên tử kim hồ một đám tính cả đều không ngăn nổi hồng yên lão bá người cũng đã biết mê vụ đảo tin chi tiết Lý Tinh Nguyệt nhìn về phía lão bá truy vấn, nếu có thể biết chút đi đồ vật, các nàng cũng có thể có chuẩn bị. Các người đây là đáp ứng, lão bà có chút ngạc nhiên nói ra, nhìn ra được, hắn cái này hẳn là không phải lần đầu tiên cùng người sách loại yêu cầu này. Chỉ bất quá, người phía trước đoán chừng đều bị điều kiện này cho dọa lui. Ứng, ừ, sự tình nói chuyện trước, vô luận chúng ta tìm hay không tìm đến, người đều cần đem cái kia địa phương thần bì nói cho ta biết chờ. Mạc Thanh nói tiếp, muốn được, muốn được không có được vấn đề lao bá trọng trọng gật đầu nói xong hắn liền hướng trong phòng chạy tới một bên chạy còn một bên nói ta chỗ này có một ít liên quan tới mê vụ đảo tin tức cho các người cầm tới nhìn một cái lời nói xong người đã vào nhà sau một lát lao bá liền từ trong nhà chạy ra tại hắn trong tay thì cầm lấy một phần ố vàng quyển trục bằng da thú đây chính là bên trong làng của chúng ta tổ tiên truyền thừa bảo bối phía trên ghi lại không thiếu mê vụ đảo tin tức lao bá đi tới tiểu linh nhi bên cạnh nói ra đang khi nói chuyện hắn đem quyển trục ở trên bàn triển khai phía trên không có có chữ viết tất cả đều là một số méo mó khúc khúc đồ án lý tinh nguyệt ba người nhìn đến là không hiểu ra sao hoàn toàn xem không hiểu cho dù là mạc thanh đều nhìn đến cau mày duy chỉ có tiểu linh nhi tràn đầy phấn khởi nhìn chăm chăm quyển gia thú nhìn tỉ tỉ phía trên này nói cái kia đảo có thể ban cho người thần kỳ lực lượng ai nhìn chỉ chốc lát về sau tiểu linh nhi đột nhiên mở miệng mê mờ nghe xong lý tinh nguyệt bốn người đều có chút choảng váng có từ gì tiểu linh nhi có thể nhìn đến thứ này tiểu chủ nhân ngươi có thể xem hiểu mạc thanh mười phần kinh ngạc dò hỏi trên sách gia thú đồ án cho dù là nàng đều là lần đầu tiên gặp tiểu linh nhi vậy mà có thể xem hiểu đúng á thối phụ thân nói qua đây là cổ thủ văn là rất già rất già quái thú dùng văn tự tiểu linh nhi gật gật đầu một bên nói một vừa đưa tay khoa tay lấy rất già rất già quái thú mạc thanh bọn người nghe được là một mặt mơ hồ cổ lão thú tộc á lý tinh nguyệt thăm dò tính hỏi một chút tội như là dạng này tiểu linh nhi hi hi cười một tiếng mặt tròn có chút phát hồng nói cổ lão thú tộc mặc thanh bọn người chân mày hơi nhíu lại các nàng căn bản liền chưa nghe nói qua loại này tộc linh nhi phía trên đều ghi chép cái gì lấy tinh nguyệt thiếu kỳ truy vấn ân 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 phía trên nói bọn hắn tiến nhập một tòa thần kỳ đảo ở trên đảo có rất nhiều có thể phun ra mê vụ hoa lớn nhất này đóa hoa có thể ban cho người thần kỳ lực lượng tiểu linh nhi cắn đầu ngón tay giải thích nói bạn chuẩn bị xen tiểu ma vương gia thôn quẩy tung tiên dưới tập một thần kỳ đảo có thể phun ra mê vụ con có thể ban cho người thần kỳ lực lượng mặc thanh bốn người nghe xong cũng nhìn không được liếc nhau như thế nói đến mê vụ đào chỗ lấy bị mê vụ bao phủ chính là những cái kia hoa đưa đến kẻ thù kẻ thù cái này tiểu nại oa nói không sai trong thôn chính là như vậy truyền Ngồi tại tiểu linh nhi bên cạnh lão bá vội vàng tán đồng vật đầu hắn nhìn lấy tiểu linh nhi có chút hiếu kỳ truy vấn tiểu nại oa cha ngươi là cái nào vậy mà nhận ra loại này văn tự loại này văn tự cho dù là hắn cũng không nhận ra thậm chí nói toàn bộ làng trài đều không có nhận biết không nghĩ tới, Tiểu Linh Nhi một cái bốn năm tuổi Tiểu A Nhi vậy mà nhận biết. Phụ thân cũng là phụ thân à. Tiểu Linh Nhi hai tay chồng cái đầu, nhẹ nhàng nghiêng đối lão bà nói ra. Ngạch, đón nàng cái kia thiên chân vô tả ánh mắt. Lão bà đâu óc đều có chút chuyển không đến. Ta cũng biết người cha chính là cha của ngươi à. Nhưng, người cha đến cùng ai vậy? Hắn trong lòng thầm nhủ. Lão bà, cái này thần kỳ lực lượng chỉ là cái gì? Bỗng nhiên, Lý Tinh Nguyệt tựa như nghĩ tới điều gì một dạng hỏi. Ba người khác ánh mắt cũng chăm chú rơi vào lão bá trên thân. Hồng Yên cũng đã có nói Lao bá này thể nội có 10 phần ít đỏ giới lực Hay lần này tới lần khác lão giả này lại chỉ là một người bình thường Chẳng lẽ lại Tiểu Linh Nhi nói tới ban cho người thần kỳ lực lượng Chính là chỉ giới lực Cái này à Tại chúng ta thôn cũng không phải cái gì bí mật Rất nhiều năm trước chúng ta thôn tiên tổ leo lên hòn đảo kia đồng thời thành công trở về sau đó thể nội liền có một cổ thần kỳ lực lượng cũng chính là cố lực lượng này để cho chúng ta có săn giết hải thú cùng bắt bồ ngư năng lực lão bà không có dấu diếm lúc này trả lời là trong cơ thể ngươi cái kia cố sao mạc thanh truy vấn đón ánh mắt của nàng lão bá gật một cái tê thấy thế lý tinh nguyệt bốn người cũng nhịn không được hít sâu một hơi dạng gì hoa vậy mà có thể ban cho người giới lực đây chính là thần cảnh tu vi mới có thể trưởng khống lực lượng a à? chẳng lẽ lại tiểu linh nhi trong miệng cái kia đóa thần kỳ hoa là thần cảnh nếu là như vậy cái này mê vụ đào vẫn thật là không thể đi đại nhân ngài nhìn mặc thanh đối tiểu linh nhi thân hồng yên truyền âm nói thân cảnh cường giả đã vượt qua bọn hắn có thể ứng đối phạm vi tuy tiện tiến đến vô cùng có khả năng ra chuyện không sao đi xem một chút hồng yên lúc này đáp lại nói cái này tốt ta à? mặc thanh trong lòng bất đắc dĩ nói thầm lấy đã Hồng Yên quyết định muốn đi, nàng cũng chỉ có thể tuân thủ mệnh lệnh. Các ngươi chờ kính thần sau đó lại đi đi, thần hội bảo hộ các ngươi. Lão bà nói tiếp, đối với cái này, mọi người tự nhiên không có ý kiến. Bọn hắn cũng rất muốn nhìn một chút làng trài cung phụng âm thiên đế hình dáng. Một bữa cơm cứ như vậy kết thúc, tiểu linh nhi mấy người cũng tại lão bá nhà ở lại. Thời gian trôi qua, trong né mắt liền tới đến ngày thứ hai, lão bá thật sớm liền rời giường bắt đầu thu thập, cách ăn mặc. Cả cái tiểu viện đều bị hắn phủ lên hồng lăng, không biết còn tưởng rằng hắn muốn làm việc vui đây. Đi, chúng ta đi trong thôn thao luyện tràng, Lão bà ăn mặc một thân màu đen trường bào, cả người đều dường như tinh thần thật nhiều. Tốt ta, à? tiểu linh nhi gật gật đầu, sôi nổi đi theo lão bà sau lưng. Ra tiểu viện cửa, chỉ thấy nhỏ hai bên đường trong tiểu viện đều có người không ngừng đi ra. Mỗi người đều mặc đến 10 phần long trọng, 10 phần đều đem chính mình cảm thấy đẹp mắt nhất cái kia một thân quần áo đem ra. Nha, vương của đầu, cái này nhà nào tiểu nái oa, như thế chống đỡ thấu. Ha, ha cái này tiểu nại oa đẹp mắt a à. tiểu nại oa đến thầm thầm nhà làm khách a à. nhìn đến tiểu linh nhi các thôn dân đều có là hai mắt tỏa sáng mở miệng hi hi đối mặt bọn hàn tán dương tiểu linh nhi cũng là lễ phép mỉm cười sắc mèo phối hợp cái kia đỉnh ra hổ mũ đem tất cả mọi người manh đến đi 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 đều làm cái gì à đây là người ngoại lai không cần hù đến nhân gia Lão bà cũng chính là thôn dân trong miệng vương của đầu khoát tay xua đuổi nói Liên như vậy Tại các thôn dân cười cười nói nói bên trong, mọi người rất nhanh liền đi tới làng trải thao luyện tràng. Đại nhân, mỗi người thể nội đều có giới lực sao? Quét mắt một vòng thao luyện trên trận đám đông, mặc Thanh đối Hồng Yên truyền âm nói. Không phải, chỉ có nam tử thể nội có. Hồng Yên lúc này cho nàng đáp lời, nói đúng ra là cho các nàng bốn người giải hoặc chỉ có nam tử thể nội có. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều hơi nghi hoặc một chút theo vương của đầu trong miệng các nàng biết được giới lực là có thể đời đời truyền lại liền lấy vương của đầu tới nói giới của hắn lực cũng là một phần tổ truyền xuống có lực lượng này còn có thể chỉ truyền nam không truyền nữ bốn người trong lòng nghĩ đến ăn tính đúng lúc này một tiếng cao anh tiếng vang lên lên tiếng chính là đứng đang thao luyện chàng trên đài cao làng trải thôn trưởng một cái thật cao gầy teo lão giả nhìn qua cũng liền hơn 90 cân thỉnh thần gặp hiện trường an tĩnh lại thôn trưởng trên mặt nghiêm túc cùng kính úy mở miệng ồ oh ồ oh, ồ oh. theo thôn trưởng tiếng nói vừa ra trình tê thanh âm nam tử vang lên chỉ thấy tám cái tráng hắn do lên một tôn cao lớn tượng đá chậm rãi từ đằng xa đi tới câu thân phù hộ hai từ khỏe mạnh trưởng thành Thình thân phù hộ khuê nữ tìm một nhà khá giả câu thân phù hộ nhà ta phú quý mỗi lần săn bán đều có thể bình an trở về nhìn đến cao lớn tượng đá lang trải thôn dân a à hò quý xuống nhưng là lý tinh nguyệt bốn người lại bị dại ra bởi vì tượng đá này bộ dáng lại cùng âm thiên để giống như đúc cái này làm sao có thể dựa theo vương của đầu lời nói đến xem Ngư Thuần Cung Phụng Âm Thiên Đế chính là cổ linh kỳ nguyên thời kỳ thiên đạo cung thủ lính làm sao lại cùng hiện tại Âm Thiên Đế giống như đúc? Chẳng lẽ bây giờ Âm Thiên Đế cũng là cổ linh thời đại cái vị kia? Bốn người đưa mắt nhìn nhau, vừa sợ lại mộng. Các ngươi gặp qua Âm Thiên Đế hình dáng, Mặc Thanh có chút kinh ngạc hỏi. Toàn bộ Tiên Linh giới gặp qua Âm Thiên Đế chỉ đến được trên đầu ngón tay, càng đừng đề cập Lý Tinh Nguyệt ba cái đến từ chân linh giới tồn tại, đón ánh mắt của nàng. Ba người gật gật đầu, các nàng tự nhiên là gặp qua. Ban đầu ở yêu vực thiên khất thánh người thiết kế muốn bắt được tiểu linh nhi làm thẻ đánh bạc hồng yên đối với hắn sư hồn dẫn tới âm thiên để cấm chế hiện thân cái này sao có thể vậy mà cùng thời đại này âm thiên để giống như đúc chẳng lẽ là cùng một người mộc linh thật không thể tin mở miệng tên một dạng bây giờ thậm chí ngay cả hình dạng cũng giống vậy điểm ấy là thật là quỷ dị lý tinh nguyệt ba người cũng là lơ ngơ loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng hoặc là vương của đầu nói tới âm thiên đế chỉ ngay tại lúc này cái này âm thiên đế hoặc là hiện tại cái này âm thiên đế cũng là cổ linh thời đại cái kia âm thiên đế tiên bối ngươi trong chỉ nhớ còn có cổ linh thời đại âm thiên đế bộ dáng lý tinh nguyệt đối hồng yên hỏi không có hồng yên lập tức trở về nói tiên bối các ngươi cũng không có sao lý tinh nguyệt vừa nhìn về phía tiểu linh nhi trên thân những cái kia đồ trang sức những cái kia đồ trang sức ông ông chấn động một cái đều là về không có cái này lý tinh nguyệt bốn người đưa mắt nhìn nhau vậy mà đều không có là trùng hợp vẫn là